Trước khi xem video này, bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh và sau đó bấm vào biểu tượng chuông để theo dõi những video mới nhất trên VMT Doctor. Chào bạn thân mến, mùa hè thì đã tới và rất nóng nực. Chúng ta rất thích đi bơi và có cơ hội cùng gia đình đi tắm biển thì mẹ bầu cũng rất là thoải mái. Vậy mang thai đi bơi hoặc là đi tắm biển thì cần phải chú ý điều gì để không ảnh hưởng đến thai nhi nhé? Và việc vận động trong giai đoạn mang thai cũng là một vấn đề được nhiều chị em phụ nữ quan tâm, bởi ngoài dinh dưỡng thì chế độ vận động cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của thai nhi. Và các mẹ bầu thì rất nhiều băn khoăn là làm thế nào để cân đối được nhu cầu vận động của mẹ mà vẫn đảm bảo được sự an toàn cho bé. Thì trong video này chúng tôi sẽ giúp các mẹ hiểu rõ được vấn đề này. Ở 3 tháng đầu tiên, với những mẹ bầu mà có thai kỳ khỏe mạnh, thai nhi nằm trong tử cung ổn định, khi siêu âm khám kiểm tra sức khỏe tốt thì có thể đi bơi. Tuy nhiên tránh bơi trong những tháng đầu tiên và tháng cuối vì điều này dễ gây sảy thai hoặc kích thích sinh non. Vì vậy muốn đi bơi thì mẹ nên chú ý để kiểm tra xem bản thân có nguy hiểm nào không khi siêu âm. Mặt khác, khi đi bơi thì cần phải lưu ý thêm là việc trước khi bơi cần khởi động để cơ thể sẵn sàng. Ngoài ra trước khi bơi không nên ăn quá no nhưng cần ăn một chút điểm tâm. Khi đi bơi thì cần chọn bể bơi có chất lượng nước sạch và không nên bơi trong thời tiết quá nắng hay là bơi quá muộn. Sau khi bơi thì nên lau khô tóc và tắm lại bằng nước sạch, vệ sinh vùng âm đạo để đảm bảo không bị viêm nhiễm. Và các bạn có thể bơi ít nhất là 30 phút mỗi ngày. Bơi vào buổi sáng sẽ giúp mẹ bầu quên cơn buồn nôn và tiếp thêm sinh lực cho ngày. Những lợi ích của việc bơi lội thì cũng được các bác sĩ, các chuyên gia khẳng định từ rất lâu rồi. Bơi lội là môn thể thao lý tưởng vì nó tác động lên cả hai vùng cơ chính của cơ thể là tay và chân. Mặc dù chỉ tác động nhẹ nhàng nhưng bơi rất có lợi cho hệ tim mạch và khiến phụ nữ mang thai cảm thấy có cảm giác không trọng lượng khi mà cơ thể đang dần được tăng cân. Đặc biệt, nguy cơ chấn thương với các mẹ bầu khi bơi là rất thấp so với các môn thể thao khác. Bơi lội cũng giúp cải thiện hệ tuần hoàn, làm săn chắc các cơ, tăng sức chịu đựng cho cơ thể. Và hoạt động này còn giúp đốt cháy calo, cảm thấy đỡ nặng nhọc, ngủ sâu hơn và dễ thích nghi hơn với những thay đổi về tâm sinh lý trong thời gian thai kỳ. Và khi đi bơi thì mẹ cần phải chú ý rằng là nên bắt đầu chậm rãi các động tác nhẹ nhàng và khởi động kỹ càng. Các động tác nhẹ nhàng khởi động một cách thoải mái và không làm quá sức mình. Trước khi bơi thì mẹ bầu nên uống một cốc nước và cứ sau 20 phút lại bù thêm nước một lần nữa. Trong 3 tháng đầu thai kỳ, nếu thể lực cho phép thì phụ nữ mang thai nên bơi ít nhất 30 phút mỗi ngày. Bơi vào buổi sáng sẽ giúp cho mẹ bầu quên cơn buồn nôn và tiếp thêm sinh lực cho cả một ngày dài. Và về kiểu bơi thì kiểu bơi ếch là sự lựa chọn tốt nhất cho mẹ vì nó không đòi hỏi phải xoay người như kiểu bơi sải, không mất nhiều sức, không làm căng cơ bụng. Ngoài ra nó làm giảm đáng kể sự căng thẳng gia tăng ở phía sau do trọng lượng bụng tạo ra. Trong khi mang thai thì thường khiến giãn cơ, thay đổi hình dạng cuộc sống và xương chậu thì kiểu bơi ếch sẽ nhẹ nhàng làm săn chắc các cơ bắp và ngăn ngừa những hiện tượng ở nói trên. Và việc tắm biển thì sao? Thì tắm biển lại càng mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Với làn nước biển trong xanh, không khí trong lành thì sẽ mang lại cảm giác khoan khoái và giảm căng thẳng cho mẹ bầu. Và mẹ bầu tắm biển thì có nhiều lợi ích khó tin cho cả mẹ và thai nhi nữa. Bạn sẽ được tận hưởng bầu không khí trong lành, tươi mát. Điều đó sẽ giúp cho tâm trạng của bạn sảng khoái nhiều hơn. Vì vậy mà cơ thể cũng khỏe mạnh và phấn chấn hơn.